Chivas là một thương hiệu rượu nổi tiếng trên toàn cầu với trụ sở chính được đặt tại thành phố Paisley, Scotland, Vương quốc Anh. Chivas được thành lập vào những năm 1801 bởi hai anh em đó là John và James Chivas, sau này trở thành một thương hiệu rượu nổi tiếng trên thế giới. Chivas có nhiều phiên bản, với phiên bản Chivas 12 năm tuổi, Chivas 18 năm và Chivas 25 năm tuổi. Chivas có mặt hầu hết trên khắp thế giới, được yêu thích và đánh giá cao bởi người tiêu dùng trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù cả hai đều thuộc cùng một thương hiệu, nhưng Chivas 12 và Chivas 18 có sự khác biệt và tương đồng nhất định. Về sự tương đồng, Chivas 12 và Chivas 18 có sự tương đồng về thương hiệu, nguyên liệu và phong cách phối trộn. Còn về sự khác biệt, tên gọi của Chivas 12 và 18 thể hiện việc ủ rượu của từng phiên bản. Thời gian ủ rượu càng lâu thì rượu càng được trưởng thành và phát triển về hương thơm và hương vị. Nói về hương vị của Chivas 12 và Chivas 18, Chivas 12 có hương vị thanh mát của trái cây, gồ xôi và một chút ngọt ngào của mật ong. Còn Chivas 18 lại mang lại phong cách hài hòa của hương vị sô-cô-la, vani và hạt dẻ. Do thời gian ủ rượu và hương vị khác nhau nên Chivas 18 có giá thành cũng cao hơn so với Chivas 12. Từ Chivas 12 đến Chivas 25, bộ sưu tập này với các phiên bản rượu có các độ tuổi khác nhau. Mỗi phiên bản thì đều mang đến một trải nghiệm hương vị riêng biệt. Và sau đây thì em Hiếu sẽ giới thiệu cho anh chị những dòng Chivas mà hiện tại Avino đang kinh doanh. Đầu tiên là dòng Chivas cơ bản, đó là Chivas 12. Tiếp đến là dòng Chivas 18 Gold. Chivas 18 Mizunara được ủ trong thùng gỗ sôi Mizunara. Và những dòng Chivas cao cấp hơn, đó là Royal Salute 21, Royal Salute 24 và một phiên bản Chivas rất đặc biệt, đó là phiên bản giới hạn Royal Salute 21 Richard Queen. Những dòng Chivas mà Avino đang kinh doanh thì có giá niêm yết rõ ràng và đã bao gồm thuế VAT. Hàng hóa của Avino thì đều có hóa đơn và chứng từ đầy đủ.